Dạ, con kính thưa đại chúng, hôm nay con xin phép đọc Bát Chánh Đạo Kệ của tác giả Sư Thanh Minh. Chánh kiến. Chánh kiến là tâm sáng tỏ ra, tuệ tri sự thật khác mê tà, hai đường sự thật là chân tục, chánh kiến phơi bày hiểu rõ ra. Một là sự thật ở trần gian, gọi là tục đế rộng muôn ngàn. Một là sự thật xuất trần gian, gọi là chân đế vượt nghĩ bàn. Tuệ tri sự thật nơi trần thế, hiểu đúng đường đi trong thế gian. Tuệ tri chân đế vượt trần gian, là thấy đường đi đến Niết Bàn. Thấy cả hai đường chân tục ấy, thì là chánh kiến đã tỏa lan. Chánh tư duy. Tư duy chân chánh suy tầm, là không hướng đến lạc lầm thế gian. Tư duy hướng đến Niết Bàn, tìm đường giải thoát thế gian khổ sầu. Cũng nhờ trí tuệ đi đầu, tư duy thẩm sát thâm sâu pháp lành. Tư duy pháp học pháp hành, pháp tu giải thoát tử sanh tục trần. Tư duy những pháp chánh chân, ngộ ra chân lý cõi trần chẳng vương. Tư duy hiểu lẽ vô thường, ngộ ra mọi thứ trên đường diệt sinh. Tư duy xỏ bỏ vô minh, ngộ ra cuộc sống thật tình khổ thay. Tư duy thấy cõi đời này, rỗng không vô ngã tỏ bài thật chân. Tư duy thấy quả thấy nhân, thấy sinh thấy diệt, thấy chân thấy tà. Nhờ nương theo pháp Phật Đà, chánh tâm sinh khởi để mà tư duy. Cũng nhờ chân chánh xét suy, đã thành chân chánh tư duy nơi mình. Con đường đi đến vô sinh, nhờ tâm chân chánh nơi mình tư duy. Chánh ngữ. Chánh ngữ lời nói chánh chân, là không dối trá ác nhân hại người. Mỗi khi nói cười cười, lựa lời chân thật lợi người lợi ta. Mỗi điều sự thật nói ra, đi kèm trí tuệ mới là chánh chân. Nói lời mà hại bản thân, hại cho người khác thì cần tránh đi. Nói lời thì phải xét suy, thiện hay bất thiện nói gì thiện nhân. Nói gì mà tạo phước ân, nói lên sự thật chánh chân thiện lành. Nói lời lợi ích chúng sinh, nói lời chánh ngữ thiện lành an vui. Chánh nghiệp. Mỗi khi cố ý làm gì, ở thân khẩu ý thực thi pháp lành, đó là chánh nghiệp đã sanh, do thân khẩu ý thiện lành mà ra. Mỗi khi khởi một tấm tà, thì liền ngăn chặn ấy là chánh tâm. Khi thân định tạo lỗi lầm, kịp thời ngăn chặn nghiệp thân thiện lành. Mỗi khi lời nói khởi sanh, hướng về bất thiện ý hành cản ngăn, làm cho khẩu nghiệp trống lành, ấy là chánh nghiệp đã sanh nơi mình. Muốn cho chánh nghiệp khởi sinh, thì nên cố gắng hết mình tu tâm. Đoạn trừ phiền não ngủ ngầm, cũng là chánh nghiệp âm thầm phát sinh. Từ thân khẩu ý của mình, thấy
thảy đều thanh tịnh vô sinh đã thành. Giữ thân khẩu ý thiện lành là đang giải thoát tử sanh từng ngày. Chánh mạng. Chánh mạng nuôi thân pháp thiện lành, làm nghề lương thiện không hại sanh, nuôi thân bằng những nghề chân chánh, vậy là chánh mạng đã khởi sanh. Chánh mạng là không sống gian tà, sát sinh trộm cắp phải tránh xa, buôn bán tạo ra chất độc sai, tạo ra khí giới là tiết tai, cho người sát hại đều mang tội, những nghề bất thiện phải tránh ngay. Nuôi sống bằng nghề sướng kỹ ca, kịch phim múa hát ấy ba hoa, tán loạn tâm tư và phóng dật, khiến cho nhân thế phải đọa xa. Xem bối họa tai sắp xảy ra, xem ngày tốt xấu phán người ta, cúng bái cầu xin đuổi tà ma, xéo rắc mê lầm nơi trần thế, như vậy nuôi thân sẽ mạng tà. Hại sinh trực tiếp phải tránh xa, hại sinh sáng tiếp chớ tạo ra, xéo nhân tà kiến tội bao la, tránh xa hết thảy nhân tà ấy, tránh mạng nuôi thân sống thật thà. Xuất gia xả tục không lầm lỗi, cất thực sinh ăn đến từng nhà, trí túc đủ dùng không tích trữ, ấy là chánh mạng đã sinh ra. Chánh mạng nuôi thân không lầm lỗi là không đắc tội với gần xa. Chánh tinh tấn. Siêng năng nỗ lực làm lành, siêng năng tinh tấn tu hành thoát ly, siêng năng giới luật thọ trì, siêng năng học pháp tuệ trí sáng dần, siêng năng thiền định chánh chân, siêng năng tu tuệ đoạn dần vô minh, chánh chân giải thoát tử sinh, đó là tinh tấn từ mình khởi lên. Vì lòng kiên cố vững bền, như hoa sen nở vươn lên khỏi bùn, sang nan không quản không chùm, chánh chân ra khỏi vũng bùn thế gian, chánh chân chứng ngộ niết bàn, chánh chân giải thoát thế gian từng ngày. Siêng năng tu tập tâm này, chánh chân giác ngộ tỏ bài nơi tâm. Chánh niệm. Chánh niệm là nhớ điều gì, luôn luôn nhớ đến niệm ghi chẳng rời. Ví như niệm Phật đúng thời, nhớ về ân Phật chẳng rời niệm ghi. Nhớ về giáo pháp xét suy, cũng là niệm pháp luôn ghi chẳng rời. Nhớ về ân đức tăng thời, xét suy ân đức chẳng rời khỏi tâm. Nhớ về giới khỏi lỗi lầm, nhớ về bố thí khỏi tâm tham cầu. Niệm thiên đức hạnh nhiệm màu, niệm về sự chết khổ sầu tiêu tan, niệm về thanh tịnh niết bàn, ly tham tưởng niệm tâm an hiện tiền. Niệm mà kết hợp hành thiền, thì tâm nhập định an nhiên tịnh lành. Niệm về chân đế diệt sanh, thì mau giác ngộ án lành thoát ly. Niệm là diệt tận sân si, niệm là đường chánh để đi niết bàn. Chánh định. Thực hành thiền định thâm sâu,
gọi là chánh định nhiệm màu tu tâm. Trú trên hơi thở âm thầm, vào ra nhận biết thì tâm định dần. Vì không hướng đến cảnh trần, các căn thu thúc thêm phần định sâu. Thực hành dù có bao lâu, cũng không nản chí định sâu tăng dần. Niềm tin tinh tấn là nhân, nhất tâm chánh niệm góp phần định sâu. Xả buông tạp niệm đâu đâu, không rời đối tượng định sâu tịnh lành. Khi tâm giải đại thì hành, tuệ tinh tấn hỷ định sanh lên dần. Khi tâm căng thẳng thì cần, xả khinh an định tâm dần lặng yên. Giữ tâm bình thản an nhiên, hành theo trung đạo thì liền định sâu. Giữ gìn chánh niệm dài lâu, phát sinh tự tướng định sâu hiện tiền. Trú trên hơi thở an nhiên, duy trì tự tướng hiện tiền dài lâu. Mỗi ngày định lại thêm sâu, mỗi ngày tự tướng bền lâu vững vàng. Trú trên định tướng nhẹ nhàng, giữ gìn chánh niệm thì càng định sâu. Năm chi thiền khởi nhiệm màu, chế năm triền cải định sâu thiện lành. Tu thêm năm pháp thuần thành, trên thiền sắc giới tịnh lành thâm sâu. Đó là những bước khởi đầu, trên đường tu định thâm sâu vô cùng. Kính thưa đại chúng, con vừa đọc xong Bát Chánh Đạo Kệ của tác giả Sư Thanh Minh. Con xin kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc.